Tập 5. Ngươi biết rằng chỉ cần kiểm tra thi thể của Ngọc Nhị tiểu thư, hỏi cho rõ Hồ Dậy có mặt khi ấy là chắc chắn sẽ phát hiện ra sơ hở. Thế nên bèn nhân lúc trời tối để đốt xác. Có điều ngươi không thể ngờ rằng Ngọc phu nhân lại về sớm hơn dự kiến, đưa cái xác chưa cháy hết ra khỏi ngọn lửa. Tiếc là Ngọc phu nhân trong lúc nóng giận đã giết hết Hồ Dệ trong nhà, khiến họ mãi mãi mất đi cơ hội mở miệng. Cô coi thường tính mạng của Hồ Dệ như vậy, lại không biết rằng như vậy vừa đúng ý của hung thủ. Không ngờ ngươi lại suy tính sâu xa như vậy. Dân cô nương, cô một lòng si mê Ngọc thành chủ, nhưng tối nay hắn lại muốn giết cô. Người như vậy không xứng đáng để cô một mực bảo vệ. Tại nhà trọ Tiểu Miên, nhát kim Du Ti đoạt phách kia cũng là nhờ miếng noãn ngọc Ngọc Nhị cô nương tặng cô cản lại, là cô ấy bảo vệ cô. Cô nên đổi lại công bằng cho cô ấy chứ. Đúng, Là ta đã sai. Lúc trước ngài ấy muốn kim Du Ti đoạt phách, muốn xem thử bí mật trong đó, nên ta đã lấy trộm cho ngài ấy. Không ngờ Ngọc Mục Lam, ngài nên thừa nhận tất cả rồi chứ. Võ công tệ thì cẩn thận chút đi. Thì ra là phách không chưởng, ta phải trả thù cho Sương Nhi. Phương Đa Bình, cản cô ta lại. Ngươi lại muốn làm gì? Ngọc phu nhân muốn trả thù cho muội muội thì e rằng cũng phải theo thứ tự. Ngươi có ý gì? Ngọc phu nhân đừng quên rằng Ngọc Nhị tiểu thư từng bị chưởng lực làm trọng thương trước khi chết. Vừa nãy thấy Tông Chính công tử ra tay là bọn ta đã hiểu ra hết. Tông Chính công tử, loại võ công không gây thương tích ngoài da nhưng lại có thể dập nát toàn bộ nội tạng này, e rằng chính là phách không chưởng nhỉ. Từ đó đến giờ ta cũng luôn tò mò, Ngọc Mục Lam có kim Du Ti đoạt phách, có thể giết chết luôn Ngọc Thu Sương, nhưng tại sao lại phải cho cô ấy một chưởng? Bây giờ xem ra ta đã giải đáp được toàn bộ thắc mắc rồi. Tại sao phải giết Nhị tiểu thư đến hai lần? Đó là do kim vàng và nhát chưởng không phải cùng một người làm. Tông Chính công tử, nhát phách không chưởng kia là do ngươi ra tay nhỉ? Đúng là ta biết phách không chưởng, nhưng tại sao ta phải giết cô ấy? Tại sao ư? Ngươi và Ngọc phu nhân lén lút qua lại, bị Nhị tiểu thư bắt gặp. Hơn nữa trên người ngươi có mùi hoa quế trong tẩm diện của Ngọc phu nhân, mà trên người Ngọc thành chủ nhiều năm ngủ tại phòng khách lại không hề có. Vừa rồi tình hình khẩn cấp, Ngọc phu nhân bảo vệ ngươi hết lòng nhỉ? Bao năm qua cô chưa từng ngủ cùng giường với ta,
cũng chẳng nhìn ta lấy một cái. Thì ra là phải, ta không sạch sẽ, nhưng cuộc cũng chẳng tốt đẹp gì cho Cam. Im đi cho ta. Là chàng, thật sự là chàng giết chết Thu Sương. Ta, đúng là ta đã tung ra chưởng đó, nhưng ta không có ý đó đâu. Hôm đó ta và Hồng Chúc gặp mặt bên ngoài, vốn dĩ định chấm dứt mối quan hệ này. Thế nhưng Hồng Chúc lại nổi giận, ta không thể mặc kệ mà bỏ đi, nên đã đuổi theo cô ấy đến phòng ngủ để dỗ dành. Tính Hồng Chúc vốn đã nóng như lửa, ta mất rất nhiều thời gian mới có thể khiến cô ấy bình tĩnh nghe ta nói. Lúc đó lại bất chợt nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng động. Chuyện của bọn ta không thể để người khác biết, nên trong lúc hoảng hốt ta đã tung chưởng ra phía cửa sổ. Đến khi ta mở cửa sổ ra nhìn thì không thấy ai cả. Ta cũng không biết người đó là Thu Sương. Thì ra người giết Bùi Mùi cô lại là cô. Quả báo. Chúng ta đều có phần. Cô ấy vốn không nên chết. Là chúng ta. Là chúng ta. Là do ta không đủ can đảm cứu cô ấy, lại càng không can đảm thừa nhận tất cả. Ta còn cùng ngài diễn nhiều vở kịch dơ bẩn như vậy, đẩy hết tất cả là do ma giết người. Là ta. Là ta. Sau khi Thu Sương trúng trưởng đó thì chẳng còn nơi nào để đi trong Ngọc Thành rộng lớn này. Cô ấy chỉ có thể đến tìm ta, đến tìm người bạn thân nhất của cô ấy, Thu Sương. Nhưng lại bắt gặp ta và Ngọc Mục Lam đang lén lút hẹn hò. Cô đừng hiểu lầm, bọn ta không như cô nghĩ đâu. Cô ấy vốn đã bị thương nặng, lúc đó phải tuyệt vọng đến nhường nào. Ngọc Mục Lam, ngài lại lo chuyện này bị lộ, nên đã ra tay giết cô ấy. Còn ta, để được sống tiếp, mà dù biết ngài ấy muốn giết ta, ta cũng chỉ có thể giả khờ giả dại. Thử đi. Cảm ơn, nó sẽ bảo vệ cô được bình an. Ta không xứng làm bạn cô ấy. Ta không xứng làm bạn tốt của cô ấy. Ta không xứng. Thật đáng thương. Những người nhị tiểu thư yêu lại chẳng có ai yêu cô ấy. Hơn nữa còn chẳng một ai muốn buông tha cho cô ấy. Là lỗi của ta. Là ta không nên. Chàng nói với ta là ngoài cửa sổ không có ai, là ta nhận nhầm. Tại sao không cho ta biết mùi ấy bị phách không chưởng của ngài làm bị thương? Nàng bình tĩnh lại đi. Ai bảo cô ấy cứ đi theo chúng ta suốt từ ngọn núi phía sau? Ta không làm vậy thì có thể làm thế nào đây? Hôm đó chúng ta đã nói rất nhiều điều. Có rất nhiều điều có thể nói, nhưng có nhiều điều thì không. Chẳng lẽ nàng muốn để cô ấy loan tin ra ngoài? Ta làm vậy cũng vì nàng cả thôi. Im đi, Tông Chính Minh Châu. Đã làm hết những chuyện máu lạnh vô tình, lật lọng bội ước rồi, cần gì phải ra vẻ tình sâu tự biện cả thế này chứ? Phương công tử, Lý tiên sinh, làm phiền hai vị nhọc lòng phá án rồi. Người đâu?
nhốt Ngọc Mục Lam và Dân Kiều vào ngục. Dân, chuẩn bị xe ngựa, đưa Phương công tử, Lý tiên sinh cùng tất cả mọi người trong nhà trọ ra khỏi thành. Khoan đã, Ngọc phu nhân tiễn khách như vậy là không ổn đâu. Cô nhốt họ vào ngục của Ngọc Thành làm gì? Vậy còn Tông Chính Minh Châu thì sao? Cô định làm thế nào? Đây là sự việc nhà Ngọc Thành, ta sẽ tự xử lý. Đây là án hình sự. Theo luật, án hình sự của giang hồ giao cho Diện Bách Xuyên định đoạt. Tông Chính Minh Châu giữ chức quan trong triều cũng nên để giám sát ti thẩm tra xử lý. Huống hồ Ngọc phu nhân giết chết hồ vệ trong gia tộc là giết người oan uổng, cô cũng có tội. Tại giết hộ vệ của chính mình thì sao? Đây là ghi chép ban thưởng của hộ vệ Ngọc Thành. Những hộ vệ này nhiều lần được ban thưởng nhờ lập công. Theo luật thì hộ vệ trong nhà lập công 3 lần sẽ không được dùng hình như tôi tớ. Đương nhiên cô có tội, phải chịu hình phạt, còn phải bồi thường cho gia quyến của những hộ vệ này. Ngươi muốn đòi lại công bằng cho những hộ vệ này? Họ giống không nên chết. Ngọc Thành Côn Lương ta từng làm việc theo luật bao giờ chứ? Phương đã bệnh, cho người còn được sống mà ngươi không cần. Vậy thì ngươi hãy dẫn họ xuống gặp Diêm Vương mà đòi công bằng đi. Lên cho ta. Ở đây cứ giao cho ta, huynh đi trước đi. Đừng vội, viện binh sắp đến rồi. Viện binh? Tiêu cục Hạc Hành. Hồ Ly Tinh, tại sao họ lại ra đây? Đương nhiên là nhờ công của Hồ Ly Tinh rồi. Người cứ từ từ đánh, ta đi trước đây. Đa tạ. Giết hết chúng cho ta. Dừng tay. Rồi Thành Tước, Thạch Thủy của Diện Bách Xuyên, hơn 10 năm qua trong giang hồ đã không còn chuyện ép môn đồ tự sát nữa. Ta lại muốn xem thử Ngọc phu nhân ép nhiều hội vệ trong gia tộc tự sát là nhân vật lợi hại cỡ nào. Ngọc Hồng Chúc bị bắt do vi phạm hình luật. Người của Diện Bách Xuyên và giám sát ti đã bao vây quanh thành. Đa tạ các hạ ra tay giúp đỡ. Không biết các hạ là giám sát ti Dương Vân Xuân. Ta nhận được thư mật nói cháu của tể tướng đương triều phạm tội tại Ngọc Thành, bèn đến thăm dò. Tổng chính Minh Châu, chúng ta đã từng gặp nhau trong triều vài lần, không ngờ hôm nay lại phải chào hỏi ngươi như thế này đây. Thư mật, chẳng lẽ là Lý Liên Hoa gửi đi? Giám sát ti nắm bắt thông tin nhanh thật. Các người đã gài người ở Ngọc Thành ư? Các vụ án trước lúc tìm các người để hỏi han tình hình thì ra sức khước từ, chẳng vui vẻ gì. Diện Bách Xuyên chưa từng làm khó giám sát ti các người đâu. Thạch cô nương hiểu lầm, ta thực sự nhận được thư nặc danh bí mật nên mới chạy đến đây. Giám sát ti và Diện Bách Xuyên vốn có cùng chức trách. Lần trước ta và Thạch cô nương hợp tác bắt trộm, phối hợp chặt chẽ, không ngờ lần này còn có thể gặp lại Thạch cô nương. Phương đại thiếu gia, trốn gì đấy? Thạch tỷ, trùng hợp thật. Không phải ngươi gửi thư báo cho Diện Bách Xuyên đến bắt người ư? Coi như tiểu tử ngươi biết điều, không làm việc lỗ mạng. Ngọc Thành không phải nơi dễ dàng ra vào đâu. Còn nữa, còn chưa trả đồ cho ta ư? Đúng 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 đúng, ta chỉ mượn dùng lệnh bài này thôi mà. Thạch tỷ tỷ, vụ án này tính là ta phá được nhỉ? Đây là vụ án lớn đầu tiên ta hoàn thành đấy. Vậy được, tính cho ngươi. Đa tạ. À đúng rồi, Thạch tỷ tỷ này, ta muốn dẫn tỷ đi nhận diện một người. Ta nghi ngờ hắn là dược ma của Kim Uyên Minh. Người đó đang ở đâu? Bùn đỏ. Số bùn đỏ này bị dính từ đâu nhỉ? Rốt cuộc Ngọc Thành còn giấu bí mật gì?
Trước Tết, nhị tiểu thư bị sâu độc cắn mặt bị thương. Ở ngọn núi phía sau, cô ấy cứ đi theo chúng ta suốt từ ngọn núi phía sau. Ngọn núi phía sau. Hồ Ly Tinh, đánh hơi cẩn thận vào đấy. Ta thưởng đùi gà bự cho ngươi. Đi đi. Khí độc sinh tử của Dực Ma. Kẻ trốn bên trong lai lịch không tầm thường. Hồ Ly Tinh, ngoan ngoãn chờ ở đây, đừng chạy lung tung. Chúc mừng Tôn Thượng bình phục sắc quan. Tôn Thượng, lẽ nào tiếng động lớn vừa rồi ở đây? Lý Liên Hoa, không phải vào trong rồi chứ? Đừng vào, đây là khí độc sinh tử, không có cách tránh độc thì vào chỉ có con đường chết, là trò cũ của Dược Ma. Dược Ma, sương mù này cũng sắp tan rồi. Hai người đến, sao còn mang thêm một cái đuôi vậy? Ngọc Hồng Chúc đúng là ngày càng vô dụng, kẻ nào cũng đến đây được. Dược Ma, còn không mau lấy bảo bối sâu độc của ông ra, gặm hết xương cốt của hắn đi cho ta. Yên tâm, lát nữa đảm bảo cả dùng xương của hắn cũng không tìm được. Dược Ma, quả nhiên người ở đây. Huynh không sao chứ? Sao lại bị thương đến nông nỗi này? Ta không sao. Không biết điều, không cần dây dưa nữa. Còn có chuyện cần làm. Đi. Dân, Tôn Thượng. Địch Phi Thanh. Địch Phi Thanh chưa chết. Dược Ma, đi thôi. Đừng không chạy. Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa.
Dược ma thật và địch phi thanh chạy rồi. Huynh đúng là không phải dược ma. Thi thể sư huynh Thiền Cô Đao của ta đang ở đâu? Địch phi thanh. Địch phi thanh. Sao huynh biết tên của địch phi thanh? Huynh quen hắn à? Vừa nãy ngủ mơ mơ màng màng, hình như cứ nghe thấy có người gọi tên hắn. Cẩn thận chút. Vậy huynh có biết người vừa nãy gặp chính là đại ma đầu địch phi thanh của Kim Nguyên Minh không? Ta bảo chứ, huynh đúng là toàn gặp may thôi. Vừa nãy trong rừng toàn khí độc, sao huynh vào được vậy? Ta đi tìm chó của ta, không biết sao tự dưng lại nổ. May mà ngươi đến. Ai mà ngờ tên đại ma đầu này lại luôn ẩn náu ở nơi hẻo lánh thế. Ta nghe nói trong hang động ấy toàn là thuốc giúp tăng nội lực. Trong trận chiến Đông Hải năm xưa, chắc chắn đã bị thương rất nặng nên mới bế quan tu luyện ở đấy. Chỉ tiếc là không thấy được rõ mặt hắn. Nếu hắn chưa chết, giang hồ chắc chắn sẽ lại nổi mưa gió. Huynh nói xem, nếu địch phi thanh chưa chết, vậy thì chắc chắn Lý Tương Di vẫn còn sống đúng không? Người bị nổ cho ngu người rồi à? Ta biết ngay mà, chắc chắn người vẫn còn sống, chắc chắn người sẽ quay lại. Chỉ là tạm thời đang vướng bận gì đó thôi. Đúng rồi, chuyện lần trước ta đã hiểu lầm huynh, cũng chỉ là hiểu lầm thôi. Nói vậy thì hiểm nghi ta là dược ma được rửa sạch rồi à? Khi ấy là ta nóng lòng bắt chặt, đắc tội rồi. Huynh muốn ta tạ lỗi với huynh thế nào, cứ việc nói ra là được. Cũng không có gì. Ta hơi đói rồi, đơn giản thế thôi sao? Được, ta sắp xếp cho huynh, đợi nhé. Địch phi thanh, ngươi đã còn sống thì có những chuyện ta phải tìm ngươi hỏi cho ra nhẽ. Ta không đuổi kịp, nhưng chắc chắn là địch phi thanh. Người theo sau hắn là Giác Lệ Tiêu. Ta không nhìn lầm đâu. Ta cũng tra rõ Ngọc Hồng Chúc rồi. Cô ta giống là một trong thập nhị phượng của Kim Uyên Minh. Năm xưa Kim Uyên Minh tan rã, cô ta đã trốn thoát quay về Ngọc Thành. Như vậy xem ra, bao năm nay dưới sự cai quản bí mật của Giác Lệ Tiêu, tàn dư Kim Uyên Minh gây rối khắp nơi, chắc chắn cũng do địch phi thanh đứng sau sai khiến. Ngọc Hồng Chúc cắn lưỡi không nói. Tông Chính Minh Châu bị giám sát ti bắt đi. Người ở trong triều khó bề tra hỏi. Lần này đã mất manh mối về địch phi thanh. Giả dụ địch phi thanh còn sống sót thật, vậy có phải môn chủ của chúng ta Tương Di có thể giống địch phi thanh ư? Huynh ấy mà còn sống thì có lý do gì không quay về? Suy đoán vô nghĩa, dễ gây tổn thương. Sau này không được nhắc lại lời này nữa. Uyển Vãn, Tử Khâm, chúng ta nên về thôi. Được, chúng ta đi.
ban ngày ban mặt mà nằm mơ à? Đừng trách ta không nhắc huynh nhé. Dám ngấp nghé để chắc mỹ nữ Võ Lâm Kiều Uyển giảng thì phải hỏi về Thanh Pháo Quân trong tay Tiêu Tử Khâm. Người cũng đừng đoán mò nữa, càng đừng đùa giỡn lung tung. Ta chỉ tò mò, họ chưa vào diện Bách Xuyên mà sao cũng đến được Ngọc Thành. Hai người bọn họ dạo chơi ở đây, dù sao cũng là người quen cũ ở Tứ Cố Môn. Nghe nói đại ma đầu Địch Phi Thanh xuất hiện, không thể không quan tâm được. Phương Tiểu Bảo, mới đó đã đuổi đến rồi, chắc chắn là Ly Nhi để lộ. Huynh đệ chẳng giúp ta một chút, tí ta qua đưa đồ ăn cho huynh sau. Lạ quá, rõ ràng khi nãy còn nghe thấy giọng mà. Huynh là... Tại hạ Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa, chủ nhân Liên Hoa Lâu, trong lời đồn là huynh à. Huynh chính là thần y có y thuật cao siêu, có thể cứu người chết sống lại ư? Thần y, ta chóng mặt quá, chóng mặt quá. Huynh mau khám giúp ta đi. Cô nương, tuy Lý thần y không tuấn tú vô song như ta tưởng, nhưng khí chất nhà nhã thanh cao lại càng khiến người ta rung động. Ta vẫn luôn rất thích người có tài hoa tuyệt thế. Nhưng hình như huynh vẫn chưa khám cho ta. Cô nương, ta thấy sắc mặt cô hồng hào, giọng tựa chuông đồng, hẳn là không sao đâu. Không sao thì tốt, chắc là do ta đuổi theo đứa cháu ngoại mất nết kia vội quá nên mới chóng mặt. Lý thần y có từng gặp nó không? Đúng rồi, quên không giới thiệu, ta là Hà Tiểu Phượng, tiểu muội của Hà Tiểu Huệ, môn chủ Thiên Cơ Đường. Thằng cháu ngoại của ta họ Phương, tên đa bệnh, danh là Tiểu Bảo, nhỏ hơn ta có mấy tuổi mà tính tình ương bướng lắm, không sự được ngự ban mà nói không chịu là không chịu, còn dám bỏ nhà ra đi nữa, để người gì như ta nhọc lòng. Thì ra là vậy. Hà cô nương, giờ nãy Phương Thiếu Hiệp từ biệt ta, nói là muốn đến phương Bắc xem thử. Hà cô nương, bây giờ cô đuổi theo chắc vẫn kịp đấy. Thần y, đây là khói báo tin Phượng Hoàng của riêng ta. Nếu huynh muốn gặp ta thì hãy đốt khói báo tin này để ta tìm được huynh. Hẹn gặp lại nhé, Lý thần y. Dạng thế hồng hoang. Cung nghinh minh chủ trở về. 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 Đứng dậy đi. Lại là một nơi mới nhỉ. Tôn thượng, 10 năm trước có ngài trấn giữ, Kim Yên Minh ta xưng bá Võ Lâm, không nơi nào không nghe theo. Nhưng từ sau khi ngài bế quan, đám tiểu nhân chính phái lại chấp thời cơ bao dây tấn công, khiến bọn ta không thể không bỏ tổng đàn cũ. May mà thánh nữ sáng suốt dẫn dắt bọn ta tìm được đất lành, xây dựng lại tổng đàn, chỉ đợi tôn thượng trở về. Thuộc hạ nào dám tự ý kể công. Hoạt động 10 năm nay chỉ để đợi tôn thượng xuất quan, nắm lại quyền quản lý Kim Uyên Minh. Hôm nay cuối cùng cũng được như ý nguyện, may mắn biết bao. Thuộc hạ Phong Lôi Sứ Đinh Duẩn xin dân bản đồ tổng đàn mới của Kim Uyên Minh. Thuộc hạ Tinh Nguyệt Sứ Dạng Nhẫn Sơn xin dân danh sách Kim Uyên Minh. Mời tôn thượng xem qua. Thì ra là hai ngươi. Tôn thượng, thuộc hạ không biết hai người này đã làm sai chuyện gì khiến tôn thượng không vui vậy. Trận chiến Đông Hải 10 năm trước, dùng bom lôi hỏa đặt bẫy dụ Tứ Cố Môn vào trong. Người có biết chuyện này không? Sao thuộc hạ lại không biết cho được? Số bom lôi hỏa ấy không chỉ nổ Tứ Cố Môn mà còn nổ cả kho vũ khí trong tổng đàn Minh ta.
vô số người chết và bị thương. Hai kẻ này quản lý kho vũ khí Minh ta. Người nói xem, nên giết hay không giết? Đương nhiên là nên giết. Thuộc hạ thất trách, lại để họ sống thêm 10 năm. Ta bế quan 10 năm, cứ hay nhớ lại chuyện cũ, thấy hơi kỳ lạ. Đời này ta ghét nhất là phản bội. Nếu tra ra có kẻ phụ lòng ta, kết cục sẽ như hai thi thể trên điện. Tôn Thượng giết hay lắm. Nếu có kẻ nào không trung thành với Tôn Thượng, ta sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Hôm nay là ngày mừng Tôn Thượng trở lại, xem như hai kẻ này mua vui cho Tôn Thượng. Tôn Thượng, đây là thánh lệnh Kim Uyên Minh. Bao năm nay ta luôn bảo vệ bằng cả tính mạng, chưa từng mảy may lơ là. Hôm nay xin trả lại Tôn Thượng. Chúc mừng Tôn Thượng lấy lại thánh lệnh. Kim Uyên Minh xưng bá giang hồ không còn xa. Tôn Thượng, thuộc hạ còn có chuyện cần bẩm báo. Khi ngài bế quan ở Ngọc Thành, Ngọc Hồng Trúc lơ là phòng bị. Nếu không nhờ thánh nữ bảo vệ, thì đã có người ngoài quấy nhiễu Tôn Thượng từ lâu. Nay Hồng Ngọc Trúc đã bị Diện Bách Xuyên bắt đi. Thuộc hạ xin Tôn Thượng hạ lệnh lập tức cử người đi trừ khử Ngọc Hồng Trúc, để tránh đêm dài lắm mộng. Thuộc hạ cũng có chuyện cần bẩm báo. Chuyện Tôn Thượng xuất quan cần thông báo với thiên hạ. Một là để chính đạo kinh sợ, hay là để thuộc hạ cũ trở lại. Nhàm chán. Tôn Thượng, thuộc hạ còn cử người chuẩn bị sổ dạ người mới. Tất cả xếp hàng võ lâm mới nhất đều ở đây. Mời Tôn Thượng xem thử. Thuộc hạ còn có một chuyện mừng nữa. Nói. Thuộc hạ đã tra được manh mối của linh dược có thể khiến võ công tăng cao, mà 10 năm trước Tôn Thượng vẫn luôn tìm kiếm. Ở đây. Làm tốt lắm. Làm tốt lắm. Đây đều là việc thuộc hạ nên làm. Tôn Thượng còn gì căn dặn không? Mười năm nay ngươi điều hành Kim Uyên Minh rất tốt. Từ nay trở đi, mọi việc trong Kim Uyên Minh sẽ giao cho thánh nữ xử lý. Tạ ơn Tôn Thượng. Có người ở đây, ta yên tâm. Thuộc hạ nhất định sẽ giúp Tôn Thượng xưng bá võ lâm, đứng đầu thiên hạ. Tôn Thượng, ta đợi ngài suốt 10 năm, cuối cùng cũng không chờ đợi vô ích. Tôn Thượng, vừa nãy khi ở trên điện ngươi đã đến rồi, sao bây giờ mới xuất hiện? Vô nhàn không dám quấy rầy buổi lễ, mình chủ quay lại tôn vị. Đừng nói mấy lời nhảm nhí ấy nữa. Ta quan tâm điều gì? 10 năm trước ta và Tam Dương đã biết rồi. Tôn Thượng một lòng hướng đến đỉnh cao võ đạo, còn những chuyện khác Tôn Thượng không để vào mắt.
Ngươi là thị vệ thân cận của ta. Trong Kim Yên Minh, ngươi và Tam Dương, Diêm Đế Bạch Tứ Tượng Thanh Tôn, Diêm Dương Tầm Mình chỉ dưới quyền ta. Ngươi giúp ta tra rõ xem thử ba người họ giờ đang ở đâu. Bốn người các người giàu sinh ra tử, xây dựng Kim Yên Minh cùng ta. Dù thế nào Cũng không thể để người khác chèn ép. Thuộc hạ tuân lệnh. Khi ở trên điện, Tôn Thượng dùng nội công điều khiển vật, giết chặn Nhẫn Sơn, Đinh Duẩn. Theo thuộc hạ thấy, công lực của Tôn Thượng đã khôi phục được 6 phần của 10 năm trước. 6 phần ư? Xem ra hắn thật sự đã để lại cho ta không ít phiền toái. Cũng chỉ có hắn xứng để Tôn Thượng thương tiếc mà thôi. 10 năm trước, ta và hắn chiến đấu trên biển. Ta thắng hắn nửa chiêu, hắn lại bỏ mạng. Trên đời này không còn đối thủ nữa. Trong sổ dạng người thánh nữ đưa tới cho Tôn Thượng có không ít cao thủ mới. Người thứ nhất, Phù Đồ Tam Thánh của Đông Doanh. Người thứ hai, Ngự Tứ Thiên Long, Dương Quân Xuân. Người thứ ba, Vô Giới, Ma Tăng của Huyết Vực. Có lẽ ba người này đều có chút bản lĩnh. Nếu Tôn Thượng muốn tiêu khiển, thuộc hạ có thể tra ra hành tung của họ. Sau Lý Tương Di, trên đời này không còn đối thủ nữa. Bản đồ nước mắt Quan Âm. Đúng vậy. Chúc mừng Tôn Thượng. Nước mắt Quan Âm này là thần dược trăm năm trước Bồ Đề Dược Dương dùng cả đời để chế tạo. Năm xưa chỉ có 3 viên. Viên đầu tiên bị kiếm cùng lấy được cứu sống con trai cả tâm mạch đã đứt 3 ngày. Viên thứ hai được Khưu Vô Nhai uống vào, công lực tăng vọt, làm minh chủ võ lâm hơn 10 năm. Bây giờ trên tấm giải đồ này chính là tung tích của viên thứ ba. Nếu Tôn Thượng có được thứ thuốc này, chuyện khôi phục toàn bộ công lực thì khỏi phải nói. Nói không chừng còn bứt phá được tầng thứ 7 của Bị Phong Bạch Dương, đạt thẳng cảnh giới vô thượng ở tầng thứ 8. Phải lấy nước mắt Quan Âm. Chỉ tiếc là khôi phục được toàn bộ công lực, ta cũng có thể tìm ai giao đấu hết mình đây. Huyết bà, phải để ý Tôn Thượng cho cẩn thận. Đến khi ấy, chắc chắn ngài sẽ nóng lòng đi tìm linh dược. Dân. Tôn Thượng à Tôn Thượng, sau này bên cạnh A Tiêu chỉ có ngài. Bên cạnh ngài cũng chỉ có thể có ta. Năm xưa từ biệt, từng nói độc bích trà của thí chủ khó giải, chỉ có thời gian 10 năm. Nay chỉ còn 1 năm. Thí chủ đã cởi bỏ được khúc mắc trong lòng chưa? Chỉ bằng quay về gặp lại người quen cũ ở Tứ Cố Môn, cùng mọi người tìm cách cứu mạng. Người xuất gia không nói dối. Lý thí chủ còn trẻ, việc gì phải để Diêm Dương được lợi? Địch Phi Thanh, rốt cuộc người ở đâu? Ta bảo huynh này, ta mới trốn đi tiểu di của ta có một lúc bay lại đã chẳng thấy huynh đâu. May mà ta thông minh, biết huynh chuồn về. Huynh vừa đốt gì vậy? Không quan trọng. Không quan trọng ư? Không phải huynh gặp chuyện gì đấy chứ? Có chuyện gì huynh nói ta nghe xem nào. Bổn thiếu gia bảo vệ huynh. Người bỏ nhà ra đi trốn tránh hôn sự, bị các nguồn tài chính ăn gió nằm sương, còn chật chật bôn ba, e là cả nhà đầu bên cạnh ngươi cũng bị bắt về rồi chỉ. Một người không có nhà để về, chẳng lẽ ngươi muốn ở lì Liên Hoa lâu của ta mãi à? Ta không thể nói thế được, đều là giúp đỡ nhau cả mà. Dù gì cũng đã từng giàu sinh ra tử, đã có tình nghĩa thế nào rồi? Người sống trong giang hồ đều phải dựa vào bằng hữu. Ta không giàu giang hồ cũng không kết bạn. Huynh, ta thấy con người huynh nhìn thì có vẻ rất hòa nhã, còn dễ nói chuyện, chẳng gắt gỏng với ai bao giờ. Thật ra trong lòng huynh lạnh lùng lắm, chẳng muốn lại gần ai hết. Như vậy thật sự không tốt đâu. Huynh cứ suốt ngày ở một mình, còn chẳng có lấy một người ở cùng, cùng ăn cơm uống rượu, thế thì phải nhàm chán nhường nào chứ? Có bảo là cho ngươi à? Sơn trà hôm nay ngon đấy. Cũng ổn. Lần sau huynh thử phơi khô sơn trà, bỏ thêm ít trần bì, đường phèn nấu thử xem, chắc chắn sẽ ngon hơn đấy. Ngươi cũng sành ăn đấy. Đương nhiên rồi.
Đương nhiên rồi, tên tuổi của bổn thiếu gia trong nhóm thực hương khách ở kinh thành chẳng phải tự dưng mà có đâu. Thế nào, có phải Liên Hoa lâu của huynh thiếu một cộng sự sành ăn, biết đánh đấm, lại còn đẹp trai như ta không? Xông pha giang hồ chẳng phải vui lắm sao? Dừng lại, chuyện cùng phá án lần trước đã nói rất rõ ràng rồi. Ta thật sự không hiểu đấy, ngươi thật sự muốn vào diện Bách Xuyên lắm à? Đương nhiên rồi, tứ cố môn không còn nữa, sư phụ ta cũng mất tích rồi, nhưng ta không thể quên lời đã hứa với người được. Huống hồ bây giờ đại ma đầu Địch Phi Thanh vẫn chưa chết, ta phải xử lý hắn thay sư phụ. Làm người không thể sống trong sự kỳ vọng của người khác mãi được. Có thể Lý Tường Di cũng chưa từng kỳ vọng nhiều vào ngươi như vậy. Ta thấy huynh mặt nào cũng tốt, mỗi tội thích làm người ta cục hứng thôi. Ta nói với huynh nhiều như vậy là vì thật lòng xem huynh là bạn. Huynh, huynh sao có thể? Hương An Thần, ngủ một giấc đi. Lý Tường Di không hề nhớ những chuyện này, cũng sẽ không trở dậy nữa. Làm người đừng quá nghiêm túc, tiểu tử ngốc à. Xe đâu? Lý Liên Hoa, huynh lại giết bổn thiếu gia ở gian đường. Tell you.